Một ngày mới bắt đầu với Tạ Duy Anh. Mẹ đi làm thuê từ sớm, ở nhà chỉ còn hai cha con. Đánh răng rửa mặt, những việc đơn giản nhất mà một đứa trẻ lên ba đã có thể tự biết làm, thì với Duy Anh, một thanh niên 19 tuổi lại chẳng hề dễ dàng. Người cha đầu đã hai thứ tóc vẫn phải giúp con từng ly từng tí. Tôi phục vụ cháu là 19 năm nay rồi. Trong cái hoàn cảnh của cháu thì không tự túc để mà sinh hoạt được. Nên tưởng là bố và mẹ hoàn toàn là hỗ trợ cho cháu. Từ đánh răng, rửa mặt cho ăn sáng, cho đến sinh hoạt hàng ngày. Vệ sinh thì tắm giặt thì cháu cũng toàn ngồi đây, gia đình thì tắm cho cháu. Đang ở độ tuổi sung sức nhất trong cuộc đời, trong khi bạn bè cùng trang lứa có thể tự do bay nhảy, thì Duy Anh chỉ có thể bò lê trong nhà. Bao nhiêu năm nay, ông Dũng vẫn phải mặc quần áo cho con, cài hộ con từ cái khuy cái cúc. Hai chân và cánh tay phải của Duy Anh đã trải qua 5 lần phẫu thuật, nhưng kết quả là chúng chỉ phục hồi được 50% chức năng. Bao nhiêu ước vọng của ông bà Dũng là mong con có thể đứng vững và đi được sau mỗi lần phẫu thuật đều không thành. Khi cháu từ nhỏ 7 tháng tuổi cho đến 5 năm tuổi thì là cháu không ngồi, không đứng được, không đi được, chỉ có nằm thôi. Tôi phải bán căn hộ 12m2 của bố mẹ để lại. Cố gắng là phẫu thuật cho cháu thành công, con người nó hoàn hảo. Duy Anh là con trai độc nhất trong gia đình. Bố là thương binh hạng 4/4. Bao nhiêu yêu thương và hy vọng ông bà dồn cả vào em. Nhưng ông bà không ngờ chất độc da cam lại gieo vào đứa con của họ. Cho đến giờ, ông Dũng vẫn không thể quên hình ảnh con mình lúc sinh non chỉ nặng có 1 cân 1. Người cháu thì nó như con nhái. Nhìn thấy toàn bộ là ruột, gan, người tim. Cho cháu vào tủ kính, hỏi hộ lý. Hộ lý trả lời là nuôi cháu khó lắm, nuôi cháu không được 3 ngày. Nghị lực của Duy Anh đã được đền đáp khi sau một khóa học về kỹ năng sống ở trung tâm Tâm Việt, em đã được nhận vào làm trợ giảng tại đây. Dẫu đã bắt đầu đỡ được một chút chi phí cuộc sống cho cha mẹ, nhưng khi tuổi ngày càng cao, ông bà sẽ không thể chăm sóc phục vụ cho con mình mãi, trong khi ước mơ tìm được một người nâng khăn sửa túi cho em lại quá xa vời. Ngày nào cũng bế con lên xe, chở con đến nơi làm việc. Nhưng rồi đây, khi ông không còn đủ sức cõng con được nữa, ai sẽ là người sát cánh nâng đỡ cho con trong cuộc đời? Còn bản thân chàng trai trẻ Duy Anh, ngày ngày em vẫn tìm niềm vui trên các lớp học, nơi em được thể hiện năng lực của mình, được đồng nghiệp và học trò tôn trọng. Chúng tôi thầm ước cho em, một ngày gần đây có thể đứng vững thật sự trên chính đôi chân của mình và hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.